Trước tình hình mực nước lũ dâng cao cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều trong những ngày qua, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã dẫn đầu đoàn công tác của huyện vừa tiến hành đi kiểm tra khảo sát thực tế tại các điểm sạt lở các tuyến đê bao chống lũ, bảo vệ sản xuất tại các xã Bình Mỹ, Bình Chánh, Bình Long và Ô Long Vĩ. Qua kiểm tra khảo sát thực tế, đoàn yêu cầu lãnh đạo các ngành chức năng huyện, lãnh đạo địa phương các xã cần phối hợp chủ động tiến hành rà soát, kiểm tra các cống bọng tuyến đê trên địa bàn, từ đó có các phương án phòng ngừa ứng phó kịp thời để gia cố các tuyến đê có nguy cơ bị ngập lũ, để bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp cho người dân, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm ứng trực đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Vụ thu đông năm 2022, toàn huyện xuống giống với diện tích 20.954,8 ha, trong đó lúa là 19.056,8 ha, màu 1.898 ha. Hiện nay lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh 1.895,8 ha, làm đồng là 15.325,8 ha, trổ 1.532 ha. Được biết trước đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng đã chia nhiều đoàn công tác đến các xã thị trấn thăm đồng, kiểm tra công tác chống úng, đảm bảo an toàn cho sản xuất, công tác xả lũ ngưng vụ và bàn kế hoạch rút nước xuống giống vụ đông xuân 2022-2023 đối với các vùng xả lũ ngưng vụ, vùng canh tác lúa hạ vụ để tranh thủ xuống giống trong trà lúa đầu của huyện và đảm bảo lịch thời vụ cho các vụ tiếp theo.